Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em chị Bình Dương đã từng ghi hình rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều các cô dâu trẻ phải nói là cưới xong là bỏ trốn. Hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, câu chuyện là một chị gái hiện nay đang bế một đứa trẻ rất nhỏ về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm người thân. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép xin chào chị gái nhé. Chị cho biết chị tên gì? Tên Nguyễn Thị Thảo. Chị Thảo hả? Chị Thảo nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi ha. Dạ. Chị nguyên quán ở đâu? Thị trấn Chi Lăng, tỉnh Biên, An Giang. Chị vậy là từ chị An Giang đi về hè. Dạ. Xa vậy hả? Rồi chị hôm nay bế một đứa trẻ về đây nhờ anh em mình chị Bình Dương tìm ai vậy? Tìm nhỏ con tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Ồ, con gái chị luôn hả? Dạ. Con gái chị sinh năm mấy? 2005. Thảo Nguyên, 2005, 19 dạ. tuổi. Dạ. Ồ, vậy là đây là con của ai đây? Con của nhỏ con gái cháu ngoại. Ồ, bé là mấy tuổi rồi? 1 tuổi mới 12 tháng. Ồ, vậy là con chị 17-18 tuổi là có con rồi hả? Dạ. Vậy là con chị lấy chồng chưa mà có con đây? Cũng như nó đi bán rồi bị bán gì? Bán quán rồi nó bị gạt rồi. Ôi giời ơi, bán quán luôn hả? Rồi nó bỏ, có bầu rồi nó bỏ rồi, giờ đẻ ăn đứa bỏ ở nhà, giờ thấy vậy mới gả nó. Gả cho ai? Gả cho người Trung Quốc đó. Ôi giời ơi. Con chị viết cái gì trên tay kia? Tay phải là biết cái gì kia? Nó để gì bé mỡ. Bé mỡ mà mỡ hay là gầy? Ốm hay mập? Bé này có mỡ không? Không, nó cũng mình dây mà đúng không? Xíu mình dây mà tay. Sao lại ghi chữ bé mỡ? Sao lại ghi chữ bé mỡ? Sao lại ghi chữ bé mỡ? Không biết, nó tự nhiên nó đi xăm gì. Ồ. Con chị là năm nay 19 tuổi. Dạ. Con chị đi bán quán ở đâu? Bán rồi đó, ở Bình Thuận gì đó rồi nó gặp. Trời ơi, sao đi mãi Bình Thuận từ. Rồi bây giờ không biết nó có đảo về quán đó không, mình cũng biết, tôi cũng không biết được. Chị cho hỏi này. Con chị từ trước là có đem tiền về cho chị không để nuôi con không, nuôi cháu không? Mỗi lần thì nó ngay gỡ một lần vài trăm không mà nuôi nhà cũng khổ. Gửi chị gửi mấy trăm ngàn. Thì bây giờ 300, 200, 500 nó cho vậy không đó, rồi nhỏ này đẻ ra thì dì Út nuôi sữa được không mà. Ừ. Ê, khổ quá nhỉ. Chị cho ông hỏi này. Nhưng mà mối lái ở đâu mà ai làm mối mà con chị lấy chồng Trung Quốc? Nói chung ra là nói chú á, không có làm mai làm mối mà con nhỏ em á. Ừ. Hồi đó như em ở xóm Ghiền nè. Ừ. Tới bên nhà rồi nó dắt về chơi Tết đó, rồi mình mới đi qua rồi hai đứa nó gặp. Ừ. Rồi gặp mà lúc đầu cũng chưa biết thương, đi qua đi lại rồi cái nó nói chuyện trong ai cái máy á. Ai dắt? Con nhỏ em nó dắt về chơi em, tại vì em của ai? Em ở xóm. Em xóm có quen hệ có... Nó có chồng nước ngoài. À, có chồng nước ngoài nè. Chồng dạ. Ở đâu? Nước ngoài đâu? Ở cho Trung Quốc luôn. Ây nó dắt rồi bạn này về chơi vậy đó. Thế là làm ai luôn hả? Dạ, rồi nó nói giờ chịu thì hai đứa nói làm gì làm nó. Con chị là nói chuyện với ông Trung Quốc này lâu chưa? Lâu rồi, 6 tháng rồi đó, nó qua bây giờ nó cũng vẫn còn ở đây nè. Ai ở đây? Thằng đó giấy tờ này kia, chồng á. Trung Quốc hả? Dạ. Ông Trung Quốc là nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. 36, con chị 19, tranh nhau 17 tuổi. Hơn một giáp hả? Dạ. Ông Trung Quốc này ở Trung Quốc có chồng, có vợ chưa? Chưa, chú giấy kết hôn đàng hoàng hết trơn rồi. Vậy là kết hôn với con chị? Giấy, dạ, giấy tờ về bên đây luôn rồi. Nhưng mà cái người quen của chị là ai hả? Dạ, sát bên nhà luôn. Sát bách luôn? Dạ. Người ta tên là gì? Nhớ em tên Quyền. Họ tên? Nó người Tàu, không biết họ gì nữa. Sao là họ người Tàu? Người Việt Nam sao họ người Tàu? Đó là con của người Tàu. Ôi giời, ôi má ơi, thế này không thôi. Nhưng mà ở đó giờ chị em ở đó cũng mấy chục năm rồi. Từ mẹ tới giờ vậy, mẹ cũng bạn của mẹ nó luôn, cũng kế bên nhà vậy đó. Vậy là nói chung không có lạ. Vậy là người ta ở Trung Quốc về? Dạ, người ta về. Nó dắt chồng nó về rồi chồng nó là với thằng này là bạn bè rồi đi về chơi. Về rồi vô tỉnh như việc ăn Tết chơi đó. Người hai đứa mới gặp chứ không này. Vậy là từ Tết hả? Dạ. Thế là làm quen với con gái chị luôn hả? Dạ. Ôi giời. Vậy là con gái chị có chịu không? Chịu, nó mới đi làm giấy kết hôn rồi chú. Tự nó đi làm luôn chứ. Thế là bà mai mối bà có cho nhà mình nhiêu tiền? Thì ông cho đi ra tiền tính lãi đâu này kia thì 30 rồi, chừng nào mà nó lên mấy ba người ta cho 30 triệu nữa đặng. Thế khổ nhỉ. Thế là mình nhận của người ta 30 triệu rồi. Dạ. Có nhận vàng vòng gì không? Xính lễ gì không? Người ta cho nó vàng cưới, nó đeo một cái lắc tay. Thế khổ quá nhỉ. Thế là mình nhận 30 triệu này hả?
Vàng vòng cưới nhiều không? Không, cũng cho, có đâu có nhiều, có lắc tay với này nọ 20 triệu à. Khoảng 20 triệu đúng không? Dạ. Thế là tất cả là 20 triệu. Ừ. 20 triệu mới lại 30 triệu là 50 triệu. Dạ. Người ta có hứa là người ta cho nhiều nữa không? Cho, chừng nào không mà giấy tờ qua, chừng nào giấy tờ qua rồi thì người ta cho 30 nữa. Là 80, dạ. Hai mấy chục? À 50 rồi, 20 nữa hả? Hay 30? 30. 30, 53 là 8. Dạ. 80 là gả con luôn. Thế là mình làm cưới chưa? Làm rồi luôn đó chú. To không? Đám cưới to không? Không, đám cưới bên đây thì tính làm vài mâm mà. Mấy mâm? Có 5 mâm mà tính là bữa hổm cũng không có làm. Sao mày không làm? Rồi nó nói mẹ ơi làm cho con đi, con không có cái đám cưới nào để làm bên đây đi, rồi về bển làm sao? Thế vậy mới nghe lại con làm. Đám cưới luôn hả? Dạ. Đám cưới là 5 mâm. 5 mâm. Mà 5 mâm là cũng vừa chứ đâu có to đúng không? Dạ. Vậy là có bạn bè, người thân đông đủ ha? Cũng như có sớm ghiền vậy. Còn thấy ông Trung Quốc là sang đông không? Không, Trung Quốc thì nói chung qua là chỉ có mình anh à. Còn... Ôi giời, đi hỏi vợ với đông người chứ. Vẫn đi qua đây có mình anh à. Chú rể đi một mình. Yeah. Vậy là chú rể trong bên ấy nhiều vợ sao mình đâu biết được, mình đâu điều tra được. Nó có giấy tờ qua hết rồi đó, chú đỡ visa, bây giờ visa qua rồi, hết rồi. Ừ. Đóng visa đưa về bản hết trơn. Ta cũng có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà nói chung nhỏ em nó cũng nói, chị yên tâm thằng này đó giờ cũng không có vợ. Chứ em cũng đưa cháu vô ông vậy đâu. Ừ. Thì nếu nó thương thì em cho hay vậy thôi. Nó có thằng này từ đó giờ nó không có vợ. Đi làm chung với bà chồng em đó. Ừ. Nó cho biết vậy thôi. Rồi mình cũng nghĩ rằng... Nhưng nói chung là bà mai mối này gọi là người em, người gì của chị đúng không? Dạ. Nói chuyện nói sao chị nghe vậy chứ thực sự là chị không thấy. Chị đã sang Trung Quốc chưa? Nhưng mà mình thấy rằng cái thằng này nó cũng hiền, từ ngày cưới nó cũng không có... Nó nói thôi đi, kêu nói với này. Nhưng mà ở chung chưa? Ở chung nhà chị chưa? Chưa. Thế cưới cho người ta ở đâu? Cưới rồi nhưng mà nó ở Tây Ninh, nó nói là đợi giấy tờ đi vợ. Thế là con chị đi chơi với người ta chưa? Chưa. Ôi trời, vậy là chưa đụng chạm gì luôn. Đám cưới mà chưa. Cái giấy? Tại vì thằng này nó là đám cưới xong, nó mới đi về trên nhà bạn nó đó, là cái thằng mà nó đi làm chung đó, nó ở trên trển đó. Rồi quay ngang cái nó nói thôi đi, mới nói ở dưới này, nó nói nhiều khi ở đó, vợ nó cũng chưa có biết tiếng của nó gành, rồi nói rồi mất công sợ bà... vợ chồng đồ xích mích đồ không biết tiếng đó, rồi nhiều khi á, cái ngôn ngữ của nó, rồi con nhỏ này chưa biết, để nhỏ này ở đây học tiếng đi, rồi cũng thẳng từ từ cái gì vợ nó thì cũng là của vợ nó đó thì... Vậy là mình không, hôm nay mình không ăn để mai ăn vẫn thế đúng không, không có ngoại đúng không? Rồi phải không? Quay ngang gì thế, con chị là sao lại bỏ trốn, đồng ý mà sao lại bỏ trốn? Dạ nó bởi vì mới tức đó. Cưới được mấy ngày rồi bỏ trốn? Cưới cũng lâu rồi chú ơi, 3 tháng nay rồi. Cưới lâu rồi à? Dạ. Cưới được mấy ngày thì bỏ đi? Nó mới bỏ đi mấy ngày nay á. Nó nghe giấy tờ gần qua cái tự nhiên nó lên bóp, nó gặp cái thằng nào ở ngoài Bình Dương đây nè. Ôi giời, là thằng nào Bình Dương nữa? Đó thì đây nè, nó lên kìa, lên hình kìa. Đâu lên hình đâu? Lên hình trong máy tôi nè kìa. Ui thằng đẹp trai bằng... mới đi ra đây đó. Nhưng mà thằng này đẹp trai bằng ông Trung Quốc không? Thằng Bình Dương đẹp trai mà ông Trung Quốc không? Chị thấy chưa? Thấy rồi đó, nhỏ em nó bắn qua đó, hai đứa bắn. Nó chụp đó. Ôm nhau rồi à? Thì nó ôm nhau. Ôi trời ơi, thế này là không rồi. Bởi vợ mới gầu nè, lỡ người ta giấy tờ qua gọi trơn rồi chú, tội nghiệp thiệt luôn. Thì bây giờ người ta có bắt đền không? Thì người ta nói bây giờ người ta đi xuống coi nói chuyện coi sao, còn mấy kêu nó về. Ừ. Làm ly hôn đặng người ta đảo về bển, tại nào giờ người ta cũng không có vợ giờ. Về cái giấy ly hôn lại. Ừ, ly hôn cho người ta, đặng ta đi về bản. Nhưng người ta có bắt mình phải đền tiền không? Chưa biết nữa. Ôi giời ơi, chứ bà mai mối từ hôm nay bà có gặp nhà mình không? Trời ơi, nó ở kế bên luôn, nó đâu có... Bà có nói gì không? Thì bây giờ nó cũng nói nữa, làm ăn như vậy chết luôn rồi, thà lúc đầu đừng có chịu người ta. Làm mất uy tín chồng con nó nữa, hai anh em đi làm chung mà làm vậy. Ừ. Bà thì... chị có biết bà mai mối bà nhận tổng cộng bao nhiêu tiền của ông Trung Quốc không? Không đâu chú. Chị có biết tiếng không? Thật sự là tôi không có biết luôn. Nhưng mà nhỏ em nó là người Việt Nam ở đây. Ôi trời ơi, má ơi là má. Mẹ con còn bán nhau kìa má. Mẹ con còn bán nhau. Đây là gì họ, gọi là gì họ. Anh em bà con xa rồi, bắn 100 quả đại bác rồi. Đại bác là giống như bên Nga đang bắn nhau đấy. Chứ con đây là gì họ xa rồi, con kia mẹ ruột đang bán kìa. Nói với chú á, dụng người Trung Quốc hay là người Việt Nam cũng có người tốt, đúng, người xấu đúng. Nhưng mà đôi lúc á, nhìn thấy thằng này tôi không phải là tôi nói. Ừ. Rất là tốt, tôi nói với chú. Nói chung là nó tốt thiệt luôn. Nó thừa biết con nhỏ này có con, nhưng mà nó lúc đầu nó không có chịu. Ừ. Nó nói là thôi, lúc đầu thì thương nhưng mà suy nghĩ lại là không chịu, là con nhỏ này còn nhỏ quá, nó sợ về bản rồi. Có thể ở với nó thời gian rồi sợ gặp người khác trẻ hơn nó có thể bỏ nó.
nó cũng chẳng nói. Nhưng mà rồi ở đây mới nói là mày chịu thì chịu, không chịu thì thôi, ở đây không có ép con, thì con đã người ta cũng ở với con, ta bỏ con, có đứa con đó tị con. Cái nó nói con đồng ý, tự nó đi làm giấy tờ giấy kết hôn. Nói chung ra lúc đầu thằng này cũng thiệt tình, giấy kết hôn chưa làm em có thể đình lại, anh sẽ quay về bản lại. Nó nói là nó đồng ý, là tại Long Xuyên luôn, là lúc mà đi khám sức khỏe là nó nói nó đồng ý. Cho nên từ chỗ đó thằng này nói nếu đồng ý thì vô làm, đang khám sức khỏe đang đi về làm giấy kết hôn. Nó đồng ý luôn, đi vô làm giấy kết hôn luôn đó. Thế cái người Trung Quốc ấy, từ hôm đó giờ có gặp gia đình chị không? Gặp, cháu đi xuống hoài à. Nói chung người ta cũng bao xe xuống thăm hoài à. Có lần này nghe nó đi rồi á, nói thiệt với chú luôn, thấy nó cũng tội. Nó không đi ra nhà nghỉ luôn, nó nằm hoài cái võng ở ngoài đồng, cũng con nhỏ thằng chồng bây giờ, giờ vợ của cái thằng nhà bạn nó luôn, nó không đi luôn. Nó nói bây giờ tao chưa biết vợ tao đâu, nó kêu tao ăn uống gì tao ăn cũng vô. Nó nói chung là thằng này nó hiền thiệt, mất vợ rồi, nhưng mà nó cũng nói nếu em không chịu thì em cứ về làm giấy, anh chở về bản đặng anh làm giấy độc thân chở ngược lại nữa. Chứ bây giờ làm ở bên bản qua hết trơn. Anh chở qua em qua đấy là em phải đẻ rồi đấy, anh chở em đấy qua đấy là phải đẻ rồi. Bây giờ nó đi về bản mà bây giờ không có nhỏ này giờ. Từ hôm mà con chị ấy bỏ đi ấy, đến giờ phút này con chị có gọi điện về nhà con đang trốn không? Không luôn chú, tôi điện giờ reo mà nó tắt, nó tiếng chuông một là nó tắt ngang rồi. Tắt máy luôn hả? Dạ. Con chị thế này theo chị ấy, là con chị từ trước giờ con ngoan không? Nó cũng cứng đầu lắm chú. Đấy giờ dạ, thế cứng đầu là đúng nè. Dạ. Tại vì bây giờ con tôi cũng nói thiệt, không phải nói xấu con. Từ cái lúc mà gã nó là không dám cho nó cầm điện thoại, tại mình biết tánh nó cầm điện thoại tặng lên Facebook công, nó quen tàn rồi, dân ở trên Facebook công chứ. Ui không giời, có gặp mặt nó thiệt chú luôn. Toàn trên Facebook không ạ? Dạ, bây giờ nó quen ở trên Facebook lại gì tôi mới lội ra tới ngoài này, chứ rõ giờ chưa biết đi ra Bình Dương lại gì. Ui, thế là gặp ông tướng trên Bình Dương rồi. Dạ. Ui. Cũng chưa, cũng như là con vợ thằng đó đó, nó thôi gì bởi nó mới biết, chứ nếu mà nó còn ở thì nó đánh rồi. Đằng này nó nói là em chỉ nói cho chị biết là coi là coi như em không chỉ điểm, nhưng mà cứ vô chỗ bầu bàng, bầu bàng Bình Dương, bầu bàng Bình Dương gì ngay trong chỗ cái gì khu nông nghiệp gì đó, khu công nghiệp. Dạ. Mà ngã tư quậy cái quay ngang xem ra đội nó ngã tư đóng ngã tư chị ơi. Khu công nghiệp bầu bàng đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà một là bầu bàng em đón như thôi, nhưng mà một, hai nữa là nó có đảo về quán nó ở Bình Thuận không? Hạnh Kiều gì đó, mỗi lần nó làm massage đó đó chú. Trời ơi, thế bấy đó nó ơi. Mới có đứa con đó chú. Mà bây giờ con rồi bỏ đâu, rồi cháu bỏ đâu, nuôi rồi cái nó đi làm rồi á. Nó về hôm Tết thì nó mới gặp người ta đó, nó mới đồng ý, tự nó đồng ý, nó nói con chị đi làm massage lâu chưa? Cũng đi cũng có mấy tháng à, nói chung là mấy tháng mà đẻ luôn hả? Mấy tháng rồi nó gặp thằng ngàn này rồi thấy vậy thôi cho nó ở đi, mình cũng thấy vậy thôi cho nó ở. Cuối cùng ở xong rồi để thằng kia bỏ rồi lúc mà nó 4 tháng mấy. Là vì nói chung là khổ thiệt. Vì Út nó nuôi nợ nần lum lum rồi, vì Út nó cũng nuôi tiếp tay nuôi sữa bọng chứ đâu có tiền đâu. Quá. Thế là từ hôm con chị đi giờ phút này là con chị không gọi về nhà luôn hả? Không. Năm ngày đi là bữa thứ 6. Mà giờ không gọi luôn. Dạ, mà bây con giờ chị... mấy đứa nó lên là coi như là nó bán cộng dây chuyền với đôi bông rồi còn lại cái dây tai hay gì à. Con thấy chị... ở trên cái con chị trước khi đi là đem theo bao nhiêu tiền? Chỉ có đem vàng theo vậy đó, 20 triệu mua sắm lại bao nhiêu đó à? Cộng trong... dây chuyền với đôi bông với cái lắc tai chứ cà ga. Nói chung là nó xin em 20 ngàn đi ăn bún. Rồi em không có nghĩ là như vậy, không ngờ nó lấy 20 ngàn đó là nó đi luôn đó. Trong người nhiều vàng vậy mà vẫn lấy hả? Bởi giờ em gầu là gầu vậy đó, sợ người ta xuống rồi. Thà là người ta xuống còn đồ cưới cũng được, bây giờ nó kêu nó về đừng kiểu như bây giờ không chịu nữa. Con thương ai thương, bây giờ con về con ký giấy cho người ta. Nhưng mà bây giờ nhà mình người ta đòi lại tiền, gia đình mình còn tiền để trả không? Không có chú, thiệt luôn, nợ nần lùm lum hết trơn. Giờ hết rồi hả? Trả hết trơn rồi. Bởi vì mới gung mới đi kiếm nó, chứ một lần nó đi đâu mới đi kiếm luôn, ở nhà nuôi cháu. Kệ có gì ăn đấy. Ôi, 30 triệu đối với chị là có lớn không? Lớn thiệt chú. 30 triệu là người ta đưa riêng, thế còn đám cưới là tiền nói của ai? Nói chung là 30 triệu mà bây giờ đó, rồi thời gian nó ở nhà đang chờ đợi giấy qua đang đi ấy. Giờ đổ nợ nữa rồi cái quen ăn nó đi rồi tính nếu mà nó đi đợt này đó, người ta cho lại thì trả nợ, tại con ở nhà ăn rồi lớp nào cháu sửa sùng. Không ngờ là bây giờ mới nó đi vào bữa thứ 6 này đó, nó vừa đi thứ 6 thì 2-3 ngày sau là giấy máy bay tới rồi vẫn đưa visa qua. Thế là nếu phải trả là gia đình mình bây giờ buộc lòng phải trả bao nhiêu tiền? Giờ chưa biết, nhưng mà nói chung là nhỏ em nó cũng còn giấu cái thằng này. Nó nói là
để cho nó đi chơi với bạn bè nó rồi để mẹ nó kêu nó về, đặng mà thời gian này đặng mình đi kiếm nó nè, cái Nếu thằng này nếu kiếm không được thì tìm sao đây? thì bây giờ buông tay luôn, bây giờ nó xuống làm gì làm, bây giờ nhà cũng có nữa, ở Xuống đó đậu thằng nhà. em Ôi trời ơi, khổ chứ vậy. Ông xã chị đâu? mất lâu rồi, Ôi trời, chị được mấy người con? có mình nên nói Một mình thôi hả? dạ Một mình mà lại gặp đúng người gái ngoan quá thế này. Trời ơi, con chị trước có được đi học không? nó học tới lớp 3 là nó nghỉ rồi, Ôi ba nó giời. mất rồi em khổ luôn, rồi nhà không có được, Học lớp 3 là biết chữ chưa? cũng nó cũng biết đó, bởi vì nó mới nhắn tin đầu này kia em lắm chứ. Vậy là con chị trước là đi massage một thời gian là mẹ là sinh con luôn. Sinh con Dạ, là gặp nó đi ông Trung Quốc làm, luôn. đầu về nên lúc đó cũng khổ dữ lắm. Mà sao từ đây ra bán Bình Thuận luôn hả? Từ An Giang, Châu Phú, An Giang thì ra bán Bình Có Thuận. biết đâu, lúc đầu nó nói đi đi Long An rồi cái đầu sao đi tới Bình Thuận Ôi. luôn, mấy cái quán này là vòng vòng vậy đó. Khu Bình Thuận là anh em biết hết, chỗ nào cũng biết. Dạ, cái gì quán Hạnh Kiều gì đó là cái quán đó đó, mà nghe nói là hổm gài á, con nhỏ cháu nó lên vô cái nít nó là có cái bà đó đó, bà chủ quán bà Bảy bà gì đó, bà có rủ nó ở trong cái nít đó đó, là bây giờ đang một là nghỉ đây, rồi quay ngang nhỏ em nó nói là nó liên lạc được cái thằng này, mà thằng này nó nói ra chị ơi, con Thảo Nguyên nó đi hôm qua mà nó nói là em đi về ngoài làm lại, là bởi vì một là Bình Thuận mà không có biết đường đi, với lại đi không có tiền đi tới đó Nói chung nữa. là hiện nay là bà mai mối là bắt đền chưa? Chưa. Chưa thông báo và bắt đền đúng không? Và nói chung là nhỏ em nó cũng nói bây giờ chị khổ, bây giờ tôi cũng biết sao, bây giờ tôi giờ bó tay luôn, giờ tôi không biết sao nói chuyện với chồng nó đây. Đây cũng ngu là cái miếng ăn mà đến đến miệng rồi của bà mai mối là hiện nay là bị rớt rồi đấy. Nói chuyện nó là mai thì mình không biết, mà nó nói là quen không quen thì tùy Nhưng hai bà đứa. mai mối là giờ đi Trung Quốc hả? Nó đi đi về về hoài à, có khi đi nửa tháng 10 ngày là nó về rồi, Nhưng mà tại từ vì hôm nó đó giờ là người mai mối là có đến nhà chị nữa sát bên mà chú nó về tới lui hoài à, vậy là vẫn vẫn tới hả? nói chung là nó cũng điện em, nó nói chuyện chơi với em hoài à, nó nhà nó kế bên em luôn, cặp luôn, mẹ nó với mẹ em là bạn luôn, bởi vì em mới dám chứ còn nếu mà xa lạ em đâu có dám mà làm giả. Rồi thằng này nói chung là nó cũng tuyệt tình giấy tờ, nó nói nếu em không chịu thì có thể anh sẽ đình lại, bây giờ chưa làm giấy kết hôn nè, đặng anh chở về bển, con nhỏ này nó nói nó chịu đó, mới làm giấy làm rồi đóng visa gọi chân rồi đó, mà nó đi vậy đó, bây giờ giấy qua nó đi người ta chờ đợi 3 tháng rồi đó. Khổ quá. Bây giờ là con chị họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Thảo Nguyên Sinh năm mấy? à, 2005 Năm nay 19 tuổi hả? dạ Hiện nay là đã có đứa con rồi dạ mà đang chuẩn bị lấy chồng Trung Quốc, là lấy rồi đấy, chính dạ thức là lấy rồi, lấy đám cưới rồi rồi, cưới rồi đăng ký kết hôn rồi, dạ là chuẩn bị bay đấy hả? giấy qua rồi đang đi đó, mà nó đi vậy đi mấy ngày nay rồi giờ Visa là đang đóng đi rồi đúng kiếm không? già, Mà bây giờ con là trốn mất, còn là cô dâu trốn mất, và chú rể đang làm chờ. bây giờ chờ mà gạt nó đặng mình thời gian mình đi kiếm coi sao, giờ nếu kiếm không được thì bó tay Có giờ. khi nào chị nghĩ là có khi nào là con gái chị là cố tình lấy tiền lấy vàng của ông Trung Quốc xong rồi giờ đi Nói quen người chung khác không? là tôi cũng nói thiệt với chú luôn, nó có cái tánh ngang tàn mất dạy thiệt, mà tiền bạc thì nó không tham, mà nó ham cái vụ mà vui chơi rồi ai mà lên vô bắp ai rủ đi là đi, bởi tôi không dám cho nó xài điện thoại, út nó đập hết một cái rồi đó, sợ đập một cái rồi đó, miễn nó lên vô bắp ai rủ là đi, miễn nó lên vô bắp ai rủ là đi, giấu nó một cái bữa đó nữa nó vẫn làm tiếp tục nữa. Con gái chị nhìn thực sự là nhìn tấm hình này nhìn rất xinh gái đúng không? Và nó đẹp Thế mà đẹp mà lại không biết đường này. bởi thằng này nói chung qua là thằng này cưng nó thiệt này, nhưng mà thằng này cũng nói anh thương em thiệt, nhưng mà nếu chịu thì em bây giờ em còn đình lại kịp, anh chưa làm giấy kết hôn anh vẫn chở về bển. Con chị là em nói thật là khó bỏ cái nghề lắm, dính Dạ vào cái nghề này khó bỏ lắm. nhưng mà cái chuyện nó chở lại quán biết nó dám không, cũng kiếm tiền chủ quán, nhưng mà bả nói ngọt có sợ nó chở lại, Nhiều quán lắm chị ơi. nhưng mà giấy tờ thì nó không có cân cước đồ đó, đi là ở đây tại đóng visa đi với giấy tờ người ta đưa đi hết Cần trơn cước rồi, thì làm lại mấy hồi đâu. vì làm nó phải về nhà làm, nhưng mà ở đây cũng có là bữa đó làm bộ nói nó rồi đằng chó đừng đi, nói con mà đi là người ta thưa bắt mẹ nghe căn cước con không có, con là con vĩnh viễn con không còn gặp mặt con nữa, nó cũng dẫn đi đó, đi giờ đăng lên mạng nói với thằng đó ngồi ăn vui tươi đồ này kia rồi bán dây chuyền cái gì không thấy công dây, Mất dây rồi hả? mắc công dây với mắc đôi bông mà còn lại cái dây tai, Vậy là bán ăn dần hết rồi. bán sắm đồ vậy mặc bộ đồ cũ đi. Khổ quá.
nói con nghe không nghe lời cha mẹ ở trong đường con hư. Chị thấy chưa? Khổ không? Thế bây giờ là nó đẻ con ra nó đâu có nuôi được, nó bỏ cho mình. Chú không lẽ mà không có đứa nhỏ thì sắn ra xe hoặc là xe đồ uống thôi, thâu cho rồi. Thôi thôi đừng đừng. Không, nhiều. Nói thiệt luôn. Tối tôi suy nghĩ tới cỡ đó mà thương cái đứa nhỏ này có hai bà cháu rồi. Đó, bây giờ chị mà bỏ đi thì là ai nuôi? À, đậu nhà thằng em mà, thằng em nó không có vợ, nó đi làm ngoài Phú Quốc, bỏ nhà hai bà cháu ở. Thế khổ. Mà nó chết có cái nhà thì bán ra rồi đó mà, xong mà bán trả nợ trả nặng rồi bệnh đó. Thôi bây giờ chị hãy nói lớn tiếng lên, nói to lên. Nói là con này con đang ở đâu, con về với mẹ đi. Con em cũng nói giờ con lỡ bán hết con về đi. Mẹ không có nói gì hết trơn á. Nói đi, nói làm sao để con về đi. Nguyên ơi, nếu con lỡ con bán vòng vàng hết con về đi. Mẹ không có la, không có đánh con, không có nói câu nào hết trơn á. Giờ mẹ khổ quá, mẹ không quy tới ngoài Bình Dương đi tìm con. Mong mấy chú này tìm được gặp con về với mẹ đi. Con nghiệp con của con kìa. Nó sốt, ổng gài mà ổng đi theo. Khổ. Giờ mẹ mà hết biết đường đi rồi, mẹ nhờ mấy chú đi tìm con giùm. Quá buồn đúng không? Không ai sinh con ra mà mong muốn là con hư hỏng cái này. Ai cũng mong muốn là con có một cuộc sống ấm lo. Nghe con là đi là mẹ. Con biết mẹ không có tiền nữa. Cậu ba cho mẹ 500 ngàn để đi xe. Trời ơi, tội dữ vậy. Người này người nọ cho người 200, 200 mẹ đi. Giờ đi là cả triệu bạc. Tối giờ mẹ hết tiền, mẹ mới nhờ mấy chú này. Nếu như con chị không quay trở về thì chắc chắn là gia đình mình phải bồi thường cái tiền cho người ta. Đúng không ạ? Cái số tiền phải nói rất lớn. Đôi khi là tiền đám cưới, tổ chức đám cưới, tiền làm giấy tờ. Thấy nó bây giờ là coi như thằng này giờ nó hỏi thử sứ quán của nó rồi, như thứ vụ tiền của đi đứng của nó về bên đây làm giấy tờ thủ tục gì đó mà nó chưa có ở với vợ nó lần nào hết. Rồi như vậy là như thế nào, xử như thế nào, nó như nó ly hôn vậy đó. Thế là cuối cùng là phải trả tiền cho người ta. Nghe nhỏ em nó nói là tự nhiên nó điện nó hỏi sứ quán vậy đó chị, nhưng mà mình biết mình nghe em nghe được, nhưng mà em để nín tin, nó mới có thử hỏi thôi, nó đã tình nghi là vợ nó đi rồi. Vậy là trong những thời gian gần đây ấy, thì con chị bỏ đi thế này, chị đã tìm con ở những đâu rồi? Đã đến những quán massage chưa? Không biết đường đi, chứ không có tiền. Không có tiền được. Em cho tối được 500 ngàn, nó đi làm hộ bên Phú Quốc, nó gỡ về cho, với người này cho 100, 200. Người gom đi cũng được 1 triệu mấy, mà đi tối giờ hết 1 triệu, bởi vì sợ đi nữa không có tiền. Vậy là chút đó là phải quay về rồi đúng không? Dạ. Chị đi về đây bằng phương tiện gì? Đi xe Quỳ Nghĩa. Đi xe đò hả? Cái gì đó ở sau hè bà sợ đi mình nên, rồi nhiên em bệnh hoạn nữa rồi bà sợ lỡ có chuyện gì. Bệnh trong mình nhiều lắm, ta kêu mổ cũng không có mổ. Trời ơi, tội nghiệp vậy. Không có tiền là khổ quá rồi. Người ta kêu mổ rồi tiểu đường đủ thứ, 5-6 chứng bệnh đó trong mình đó. Vậy là cái số tiền mà bên của người Trung Quốc người ta giao qua đưa cho bà mai mối rồi đưa cho chị là mình xài hết rồi hả? Trả nợ, tại mình nghĩ rằng mình gả con, mình có tiền mình mới trả nợ người ta. Rồi trả rồi ba nợ cũ hồi xưa, nếu mà không có gả nó thì nói chung người ta thấy khổ quá, người ta cũng không có đòi. Rồi khi gả thì người ta thấy có tiền, người ta phải lại đòi, cũng cầm trả rồi này kia trơn. Trả hết rồi nó mới ở nhà, đặng chờ đợi cái visa qua, đặng đi về bạn. Thì đã đổ nợ nữa 10 mấy triệu nữa, ăn uống chiều con hết mình luôn. Cuối cùng là con nó bỏ giờ bỏ đi giờ nợ nần nữa. Vậy là chú giải mấy cô dâu rồi chính thức là chưa ở với nhau lần nào? Chưa, chú thật sự làng này nó chưa. Nhiều khi đi chơi, đi du lịch đồ, cũng mướn khách sạn, nói vợ chồng rồi, cưới hỏi rồi thì về mà mướn khách sạn đi ngủ, nó nói thôi. Vợ nó không muốn thì đừng có ép, nhưng mà không quản, nó ý nó nói mình như vậy đó. Nhưng mà con chị không muốn ở chung hả? Không, con nhỏ này nó cũng không có nói gì, nhưng mà ý nó nói là vợ nó không cho chừng nào vợ nó tự nguyện á. Thì vợ chồng nó, nhưng mà ngày nào á về bên bển thì vợ nó cũng là của vợ nó. Thôi bây giờ kệ đi, để tự nhiên cho vợ nó đi chơi đồ này kia đi trong những ngày này đi. Nhưng có nghĩa là con chị là chưa sẵn sàng để đi ở khách sạn mấy người đàn ông Trung Quốc này, mấy người chồng này. Vẫn là chưa đi ngủ với nhau lần nào. Chưa, chú đi chung với đoàn chơi, cháu tạm mướn khách sạn ngủ chung hết vậy đó, mấy giường vậy đó. Ôi nằm rồi là người nó bên kia, mẹ con bà cháu rồi chị cháu rồi nằm ở bên đây vậy đó. Thế là chính tỏ con chị là tính kế rồi. Chứ nếu mà thực sự con chị yêu người ta là phải đi ngủ chung chứ tôi, cưới rồi. Tôi nói với chú á, còn cái gì để mà con mất nhỏ đâu. Này á,
Nó nói ra thì không biết sao, nó chú nó thương dội thương vàng rồi cái nó gặp người, nó lên bu bắp nó cầm cái máy, bữa tôi sợ tôi đập rồi đó, bữa nó nhậu nó đi bán chiếc nhẫn cưới, nó mua cái máy khác, mua cái máy khác cái thấy sợ quá, người ta nhẫn cưới của ta chạy đi hỏi nợ nó mua chuộc lại 2 triệu ạ. Chuột lại đẩy đi nữa, giờ nó đến nó bán hết rồi giờ. Vậy là con chị hư rồi, chứ không phải là ngoan đâu. Nó không có ngoan đâu chú, nhưng mà nó mắc dạy thiệt. Mà nó cầm cái điện thoại này lên là quấy bên con mình nó trơn, bởi thế tôi mới đi kiếm. Bây giờ run quá sợ. Rồi chị bình tĩnh, anh em chị Bình Dương ghi hình và đăng tải tất cả thông tin này, hy vọng là sẽ tìm được con gái chị nhé. Chị nhắc lại cho em là con gái gì, họ tên là gì, sinh năm mấy, nguyên quán ở đâu? Nguyễn Thị Thảo Nguyên sinh 2005. Nguyên quán ở đâu? Thị trấn Chi Lăng, tỉnh Biên, An Giang. Đặc điểm nhận dạng con chị xăm hình trên trên người là xăm những cái gì, ở đâu? Bé mỡ đó cơ chú, ngay cánh tay nó. Xăm chữ bé mỡ trong lòng bàn tay, à trong lòng cổ tay đúng không? Bên tay phải. Bên tay phải đúng không? Đây là bên tay phải. Dạ dạ. Ừ. Trong lòng, trong bên trong cổ tay là xăm chữ bé mỡ đúng không? Dạ. Nhưng mà thực sự là bé là ốm mình dây đúng không? Dạ, nó nhỏ xíu con mà. Ừ. Ê khổ. Ê, tội nghiệp quá trời luôn. Rồi anh em xin những cái ghi hình và xin phép ra tất cả thông tin của chị đăng lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm con gái, chị có đồng ý không? Dạ. Yeah. Đồng ý không? Rồi cảm ơn chị nhé. Dạ. Yeah. Em xin phép được thay mặt các anh em Bình Dương, em chúc chị cùng với gia đình mạnh khỏe và thường lộ bình an nhé. Yeah. Rồi hy vọng là trong một vài thời gian tới thì anh em sẽ tìm được ra con gái chị, xem con gái chị đang ở đâu, giúp con gái chị quay trở về để tiếp tục có thể là một là đi Trung Quốc, mà hai nữa có thể là không đi nữa thì cũng phải nói chuyện với người ta. Dạ đúng rồi, đặng cho người ta kêu về không mấy thì nếu không chịu thì bây giờ làm giấy đặng cho giấy ly hôn người ta, đặng người ta về bản người ta mới có cái giấy độc thân trở lại. Ừ. Chứ giờ đóng visa đi trơn, bây giờ visa về bên đây rồi giấy máy bay bây giờ mua giờ nào là đi giờ nấy, mà nó đi cú này bữa thứ sáu tới nay đấy. Là cô dâu này phải nói là rất ngoạn mục, cô dâu này đã đi làm massage rồi, massage là ông ấy biếu cho đứa con, ông tặng cho đứa con, tặng đứa con rồi đến giờ phút này là về nó lên mạng á, nó quen cái thằng này nè, rồi cái thằng bỏ nè, mới có con nhỏ này nữa nè. Đó khổ chưa, nay mai giờ đi thằng này là trốn, giờ ông Trung Quốc là để khả năng là đi để chứ nếu nữa. Mà gặp cái thằng đó là nó sùng nó xuống ẩm gài là có cái giấy máy bay là nó xuống đó, mà con nhỏ em nó nói bây giờ chị tìm cách, chị nói đi là con Đổng Nguyên đi chơi đi rồi không tặng, từ từ nó muốn chia tay bạn nó đặng mình đi kiếm coi nó làm sao. Chứ bây giờ là có mặt nó là giấy giờ nào, người ta có giấy máy bay giờ nấy rồi. Khổ. Rồi cảm ơn chị nhé. Yeah. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một cái câu chuyện này là một bé gọi là bé này, bé gái này là hiện nay là lấy chồng Trung Quốc, đã đăng ký kết hôn và đã chính thức làm đám cưới và đã chuẩn bị cất cánh để sang Trung Quốc. Nhưng không hiểu nguyên nhân lý do nào đó mà cô gái này đến ngày sang lấy chồng rồi, đến ngày lên máy bay thì lại tiếp tục bỏ trốn, lại tiếp tục ôm vàng để bỏ đi, để theo người đàn ông khác. Bởi vì trong cái thời gian gần đây anh em chị Bình Dương đã từng ghi hình rất nhiều thông tin, đặc biệt rất nhiều chú rể Trung Quốc đã phải bỏ bị những cô dâu này bỏ trốn ở trong rừng, đã phải thất thể ra đường và có thể xin tiền tàu xe để quay trở về quê hương. Đây là câu chuyện tiếp theo. Hy vọng trong thời gian tới thì các cô chú anh chị, nếu ai có con, có gia đình, có bạn bè mà muốn gả con cho nước ngoài thì mình hãy tìm hiểu cho kỹ, tránh tình trạng mà không thông, không đồng ý, hoặc vì một lý do khách quan nào đó, hoặc vì tiền mà đến giờ phút này là cô dâu lại bỏ trốn, thì những chú rể này phải nói là mất rất nhiều công sức để có thể làm lại giấy tờ, mà đặc biệt là mất rất nhiều tài sản, mất rất nhiều tiền. Ở đâu thì cũng có người tốt người xấu, mà ở đâu cũng có người giàu người khen người khổ. Đó, sang Trung Quốc vậy mà ở Việt Nam vậy, ở đâu cũng phải có làm mới có ăn, không làm thì nó thật là không có ăn đâu. Ở cuối video cho phép công trần xin thay mặt các em phim chính Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây, dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo, xin kính chào hẹn gặp lại. Cảm ơn chú.